Giáo xứ Bằng Sở thuộc giáo hạt Phú Xuyên, tọa lạc tại thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Vào đầu thế kỷ thứ 17, toàn bộ dân trong làng Bằng Sở đều theo đạo Nho và đạo Phật. Trong giai đoạn từ năm 1627 đến năm 1628, đạo Công giáo bắt đầu được chớm nở. Đến giữa thế kỷ thứ 17, khoảng năm 1641 đến năm 1650 thì gần hết làng đã theo đạo và hình thành làng Công giáo như giáo xứ Bằng Sở hiện nay. Ngày 29 tháng 6 năm 2006, Đức Nguyên Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt công nhận Đền Thánh Phêrô Lê Tùy tại Bằng Sở là trung tâm hành hương của giáo phận Hà Nội. Ngày 29 tháng 6 năm 2014, cha Anton Trần Quang Tiến, nguyên giám đốc trung tâm hành hương Bằng Sở, đã khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới với tước hiệu Đền Thánh Thánh Phêrô Lê Tùy Bằng Sở do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn phê chuẩn. Ngày 13 tháng 11 năm 2018, Đức Hồng Y Phêrô đã chủ sự thánh lễ cung hiến bàn thờ và đền thánh Thánh Phêrô Lê Tùy Bằng Sở. Cũng chính ngày này, Trung tâm Hành hương Bằng Sở giáo họ Bằng Sở được bề trên Tổng giáo phận Hà Nội nâng lên là giáo xứ Bằng Sở. Số giáo dân hiện nay của giáo xứ là 1.834 nhân danh. Hầu hết người dân trong làng sống bằng hai nghề chính là sản xuất nông nghiệp và mây che đan mỹ nghệ xuất khẩu. Cứ vào ngày 11 tháng 10 hàng năm, con dân từ khắp nơi của đất nước và cả hải ngoại lại trở về với trung tâm hành hương Bằng Sở để mừng lễ cha thánh, để nhờ lời chuyển cầu của Ngài xin Chúa ban xuống muôn ơn lành.